Có một cô vợ thích cosplay chắc thích lắm. Các bạn nghĩ sẽ như này? Tôi cũng nghĩ vậy đó. Cuộc sống sẽ toàn màu hồng. Cùng xem cuộc đời của tôi nhé. Xin chào mọi người, tôi là Review Chat. Hôm nay tôi sẽ nói cho mọi người về một bộ phim. Nam chính về đến nhà, nhìn thấy trên đầu vợ mình có cắm một mũi tên. Một bộ phim mà cuối cùng mới biết vợ mình đã suy nghĩ nhiều thế nào. Ngày nào về nhà cũng thấy bà xã mình đang giả chết. Bắt đầu câu chuyện, không biết mọi người có chú ý đến không? Trên đường, nếu như có 4 cửa hàng ăn mới mở, có một cửa hàng có lẽ sẽ đóng cửa trong 1 năm, có 2 cửa hàng có lẽ sẽ đóng cửa trong 3 năm. Theo nam chính là Jun thấy thì kết hôn cũng chỉ thế thôi, thời gian 3 năm. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh dài 3 năm cứ bình bình mà kết thúc. Bây giờ đang là năm thứ 3 của cuộc hôn nhân thứ 2. Hôm nay Jun tan làm mở cửa ra, thì thấy vợ mình Kagami nằm trên đất, trên miệng toàn máu. Anh lấy mãi cô vẫn không tỉnh, trong đầu anh nghĩ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng vợ. Jun vội vàng gọi xe cấp cứu. Không ngờ Kagami đột nhiên tỉnh dậy nắm lấy chân anh, làm anh sợ đến mức không nói được gì, phải có ít nhất là 100.000 tế bào não bị dọa chết ngay lúc đó. Thì ra Kagami chỉ giả chết thôi. Kagami là một bà nội trợ, ngày nào cũng phụ trách làm căn nhà trở nên sạch sẽ, chuẩn bị hai bữa một ngày cho chồng. Nhìn thấy Jun vì mình nên căng thẳng, Kagami như trở lại thời gian mới yêu vậy. Ngày hôm sau, khi rời khỏi nhà, Kagami hôn tạm biệt Jun. Vợ chồng già cả rồi mà còn xến xúa như vậy là muốn làm gì đây? Kagami lại nói đây là lời tạm biệt cuối trong đời này đấy. Kagami cho Jun một cái ôm rồi nói với anh, tối anh phải sống trở về đấy, em không muốn không tìm được ai để nói đi đường cẩn thận và chào mừng về nhà đâu. Đồng nghiệp an ủi Jun, ngày nào vợ cậu cũng cho cậu bất ngờ còn hơn là ngày nào cũng cằn nhằn. Jun nghĩ chắc là Kagami đang thử anh. Ngày nào anh về nhà cũng sẽ nhắn cho Kagami một tin nhắn trước. Khi về đến nhà nhìn thấy Kagami bị cá sấu ăn mất, anh lập tức kéo cô từ miệng con cá sấu ra. Kagami nhảy vào lòng anh, nói như một kẻ ngốc, cảm ơn anh là ân nhân cứu mạng của em. Từ đó về sau, ngày nào Jun cũng thấy vợ mình đang giả chết. Có lúc là bị giết vì thù hằn, có lúc bị gián điệp giết, có lúc thì bị tên bắn xuyên qua đầu, lại còn mang hiệu ứng, tốn rất nhiều công sức. Sau khi hàng xóm biết chuyện này thì cũng sợ đến mức chó gà không yên. Jun quen Kagami trong một chuyến công tác, anh bỏ lỡ chuyến xe. Kagami đứng đó nói, anh gì ơi, chuyến tiếp theo phải đợi một tiếng đấy. Có lẽ đây cũng là duyên phận. Hai người vui vẻ nói chuyện dưới ánh nắng rực rỡ. Jun đến khách sạn của Kagami dùng cơm, ăn món sashimi. Ông chủ cửa hàng nói những chuyện lúc Kagami còn nhỏ. Kagami từ nhỏ đang ngốc ngốc, khách bảo lấy một con tôm tươi thì Kagami lập tức bắt một con ra. Thực sự không hiểu trong đầu cô nghĩ gì. Bố cô rời khỏi, cho bọn họ thời gian ở cùng nhau. Hai người cứ như vậy bắt đầu tình yêu của mình. Hôm đó lúc về, Kagami lại bắn tên lung tung để dọa anh. Jun rất phối hợp bắt đầu diễn, nhìn thấy mắt giá của đạo cụ, anh khóc to hơn. Sau đó, ngày nào Kagami cũng giả chết, bị người ngoài hành tinh bắt có, biến thành ma cà rồng, chết đi như Juliet. Lần nào Jun cũng phối hợp với cô, nhưng số lần giả chết quá nhiều, Jun sắp không dám về nhà rồi, chỉ đành đưa vợ ra ngoài đi ăn cùng đồng nghiệp. Trong lúc ăn, Kagami bắt đầu kể chuyện. Có một lần Jun đưa cô đi mua kem, quay đầu lại không thấy Kagami đâu. Cuối cùng phát hiện cô chạy chơi cùng mấy em bé. Kem được bẻ thành miếng to và miếng lớn. Kagami muốn để miếng to cho Jun ăn. Trên đường về, Kagami kéo tay Jun nói, trăng hôm nay tròn quá, đó là ý gì thế? Mấy ngày sau Kagami lại giả làm Pharaoh Ai Cập. Jun tìm cho cô một công việc làm thêm ở tiệm giặt khô. Có phải là do cô ở nhà chán quá không? Đổi không khí chút xem sao. Jun nói thẳng với Kagami, anh chán việc ngày nào cô cũng giả chết rồi. Tuy Kagami đi làm ở tiệm giặt khô, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ngày nào cô cũng giả chết. Lần này cô lại thành linh hồn ở cổ mộ. Jun mua hoa về, vừa hay có tác dụng. Đến cuối tuần, Kagami còn mặc đồ Uche mình giả chết tiếp. Jun có việc phải làm thêm, cô gái nghịch ngợm này nằm mấy tiếng trong công viên. Chắc chắn cô rất nhớ sự vui vẻ đơn thuần kia, tự do như mây trên trời vậy. Jun về nhà rất muộn, trong nhà nhìn rất kỳ lạ. Kagami giả làm con mèo. Jun không nhịn được hỏi, sao ngày nào em cũng phải giả chết thế? Nhưng Kagami vẫn không nói gì. Hôm nay đồng nghiệp của Jun là vợ chồng cậu dâu đến nhà làm khách. Không ngờ vợ cậu dâu rất thích cá sấu. Hai người phụ nữ nói về cá sấu mấy tiếng đồng hồ. Cậu đồng nghiệp lúc đó mới biết thì ra vợ mình thích cá sấu như vậy. Cậu đồng nghiệp khuyên Kagami, đừng ngày nào cũng làm chồng cô hết hồn như thế. Như vậy người đàn ông sẽ thấy mệt. Là phụ nữ phải hiểu cho người chồng bôn ba ở ngoài, kẻ nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Vợ cậu dâu không vui, ý của anh là anh rất mệt, nhưng anh đã bao giờ hiểu cho em? Bầu không khí lập tức trở nên rất lúng túng. Kagami ngốc nghếch đứng ra nói giải vây, chúng ta vật tay đi, thắng thì tặng cô cá sấu. Hai vợ chồng cậu đồng nghiệp vui vẻ vác cá sấu về nhà. Cậu đồng nghiệp và vợ đã kết hôn được 7 năm rồi, nhưng đến bây giờ anh vẫn không biết vợ mình tập võ, cũng không biết cô thích nhất là gì. Hai vợ chồng rốt cuộc hiểu đối phương đến đâu mới có thể hòa thuận sống hết đời. Một mệnh đề không có đáp án. Chú chim ở hàng giặt khô chết rồi. Ông chủ rất buồn, muốn đưa nó đi hấp nhưng nó quá bé, không đủ bữa ăn, thôi thì chôn đi. Chú chim này là người vợ quá cô của ông nuôi. Vợ ông là một người rất khổ, nửa đời trước lo cho con cái, nửa đời sau khó khăn lắm con cái mới lớn rồi thì lại qua đời. Nhìn ông chủ buồn, Kagami vẽ mặt mình thành gấu trúc để chọc ông vui. Ông chủ nói, cô với chồng cô không có con,
phải trân trọng quãng thời gian chỉ có hai người. Kagami nghe xong đầy cảm xúc, về nhà thì không giả chết nữa, mà cô giả là một người đến từ tương lai. Kagami nói với Jun sau này cô sẽ không giả chết thật. Nếu như có chỗ nào em làm không tốt thì anh nói ra. Kagami lại bắt đầu cùng nhau hưởng thụ quá trong đó. Nếu như bọn họ sống được đến năm 80 tuổi thì còn 41 năm nữa, cũng tức là 14.965 ngày, hơn 3.500.000 tiếng. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng Kagami lại thấy ít, bởi vì ngày nào thời gian cũng trôi qua. Jun hỏi Kagami em thích cái gì? Kagami không nói gì, chỉ đứng trước cửa sổ. Hôm nay trăng rất đẹp, đó có ý gì chứ? Sau đó Kagami nhận được tin bố mình bị bệnh nặng. Cô lập tức quay về nhà. Kagami lúc nhỏ đã tận mắt nhìn mẹ cô mất. Cô không muốn mất đi người thân duy nhất. Cuối cùng bố cô vẫn tỉnh lại. Kagami lúc đó mới thở phào. Bố vợ mới nói cho Jun, sau khi mẹ Kagami mất, ngày nào ông cũng lo phải sống tiếp thế nào. Thậm chí ông còn từng nghĩ cùng Kagami đi. Nhưng Kagami từ khi hiểu chuyện thì ngày nào cũng trốn đi, chơi trốn tìm với bố, còn giả làm mèo chọc cho bố vui, cổ vũ bố kiên cường sống tiếp. Rất nhiều gia đình phải trải qua biến cố nhưng lại không sống sót được qua sự bình đạm. Đó là lý do tại sao ngày nào Kagami cũng giả chết trước mặt Jun. Cô cố gắng chuẩn bị bất ngờ cho Jun, không mong cuộc hôn nhân thua cho cuộc sống nhảm nhảm. Bởi vì trên đời không có đôi vợ chồng nào thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối, chỉ cần cố gắng là sẽ thay đổi được người mình yêu. Cuối phim, Jun đọc quyển sách Kagami hay xem, cuối cùng cũng hiểu ý cô. Jun đưa Kagami đến lâu đài chơi, hai người như lúc mới yêu vậy, không khác chút nào. Jun nói ra lời trong lòng của Kagami, thì ra dịch giả cô thích không bao giờ nói anh yêu em, mà sẽ nói trong đêm nay đẹp thật. Kagami không ngừng được bắt đầu cười, đến bây giờ Jun mới hiểu, mọi điều Kagami làm đều đang cố tình ý với Jun. Bộ phim tên là Ngày nào về nhà cũng thấy vợ già chết, hôn nhân đẹp cũng phải giữ gìn, hơn đó là cố gắng hiểu nhau. Thích review chất, follow review chất, chúng ta hẹn gặp tập sau.